Ông Nguyễn Đức Trung được tuyên án nhẹ hơn đề nghị của Viện Kiểm sát vì đã nhận trách nhiệm người đứng đầu. Bản án được Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên chiều ngày 28 tháng 8, sau 4 ngày xét xử. Ông Nguyễn Đức Trung, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Nội nhận thêm 18 tháng tù, cộng 12 năm tù trong 3 vụ án trước bằng 13 năm 6 tháng tù. Mức án này thấp hơn đề nghị của Viện Kiểm sát dành cho ông Trung từ 2-3 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tòa án xác định, trong vụ án, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vì động cơ vụ lợi đã yêu cầu Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan hủy bỏ việc đấu thầu trồng cây ở thủ đô thay bằng hình thức đặt hàng. Cũng do có quan hệ từ trước, ông Trung chỉ đạo miệng với ông Lê Văn Dục, Giám đốc Sở Xây dựng, áp đặt buộc Sở Xây dựng phải đặt hàng trực tiếp công ty sinh thái xanh của bị cáo Bùi Văn Mận dù doanh nghiệp này không đủ năng lực để đấu thầu. Do có chỉ đạo của bị cáo Trung, từ năm 2016 đến 2018, Sở Xây dựng Hà Nội không tổ chức đấu thầu mà buộc phải đặt hàng công ty công viên cây xanh, công ty sinh thái xanh trồng cây. Giá cây do hai đơn vị này cung cấp bị nâng khống, gây thiệt hại hơn 34,7 tỷ đồng. Về việc ông Trung không nhận tội, tòa án phân tích chính bị cáo Mận khai có quan hệ quen biết với ông Trung từ năm 2013 khi đến trồng cây cho gia đình. Năm 2016, khi trốn nợ tại Lâm Đồng, Mận được ông Trung gọi về trồng cây cho Ủy ban Nhân dân Hà Nội. Các bị cáo tại công ty cây xanh Hà Nội cũng khai, vào dịp Tết 2017, có đến nhà riêng của bị cáo Trung chúc Tết và nhận chỉ đạo về việc trồng cây. Khi đó, Sở Xây dựng và Liên Sở từng có báo cáo, trồng cây phải đấu thầu nhưng bị cáo Trung không cho ý kiến gì. Liên Sở sau làm báo cáo mới, đề nghị trồng cây theo hình thức đặt hàng, giao công ty sinh thái xanh thực hiện thì bị cáo Trung lập tức đồng ý, yêu cầu triển khai sớm. Tòa án xác định, bị cáo Nguyễn Đức Trung với cương vị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhưng đã quyết định trồng cây trên địa bàn trái pháp luật, để hai công ty thông đồng, nâng khống giá gây thiệt hại hơn 34,7 tỷ đồng. Theo hội đồng xét xử, do Nguyễn Đức Trung không nhận tội nên phải xử lý nghiêm nhưng quá trình nghị án cũng cân nhắc, xem xét bị cáo có nhận trách nhiệm người đứng đầu, nhiều thành tích trong công tác để giảm nhẹ một phần hình phạt. Cùng vụ án, hội đồng xét xử cũng phạt Vũ Kiên Trung, cựu chủ tịch công ty công viên cây xanh Hà Nội, 6 năm tù, Nguyễn Xuân Hanh, cựu tổng giám đốc công ty công viên cây xanh Hà Nội, 6 năm tù, Bùi Phương Thảo, cựu kế toán trưởng công ty công viên cây xanh Hà Nội, 4 năm tù, Đỗ Quang Tiến, cựu giám đốc xí nghiệp thuộc công ty công viên cây xanh Hà Nội, 4 năm 6 tháng tù, Bùi Văn Mận, giám đốc công ty sinh thái xanh, 7 năm tù, Hoàng Thị Kim Loan, phó giám đốc công ty sinh thái xanh, 5 năm tù, Đỗ Khắc Tú Anh, cựu phó phòng tài chính kế toán, ban duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc Sở Xây dựng Hà Nội ban duy tu, 3 năm 6 tháng tù. Các bị cáo khác nhận từ 24 tháng đến 3 năm tù cho hưởng án treo về các hành vi buôn lậu, mua bán trái phép hóa đơn, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Tố tụng quyết định tố tụng theo đúng thẩm quyền trình tự do Bộ luật tố tụng hình sự quy định. Về hành vi phạm tội của các bị cáo, xem xét các ý kiến của các luật sư hội đồng xét xử thấy rằng đối với ý kiến đối chiếu đề nghị đối chiếu lại các khoản thiệt hại để tính thiệt hại, sau khi xem xét thấy rằng các thiệt hại cơ quan điều tra đã xác định phù hợp với quy định pháp luật. Riêng đối với khoản tiền 64 triệu đồng mà công ty sinh thái xanh đã đặt cọc và yêu và cầu cây, nhưng cơ quan điều tra chưa đã tính cả vào tổng số chiếm hưởng của công ty là chưa phù hợp. Vào nội dung này, Viện Kiểm sát, đại diện Kiểm sát cũng đề nghị hội đồng xét xử xem xét nên việc chấp nhận đối trừ cho công ty. Như vậy, tổng số công ty sinh thái xanh được hưởng lợi bất chính được xác định là 17 tỷ 657 triệu 623.315 đồng. Đối với ý kiến phải buộc công ty của Bùi Văn Mận đã đổi tên từ công ty sinh thái xanh phải bồi thường thì thấy trách nhiệm bồi thường thuộc cá nhân hai bị cáo Mận và Loan, nên yêu cầu này của luật sư là không có căn cứ chấp nhận. Đối với ý kiến của luật sư về tội danh của bị cáo Bùi Văn Mận và bỏ lọt tội phạm, hội đồng xét xử xét thấy tuy công ty của Mận không có nhiệm vụ quản lý tài sản của nhà nước, nhưng do có mối quan hệ thân thiết từ trước với Nguyễn Đức Trung, nên được Trung chỉ đạo Sở Xây dựng thành phố cho công ty sinh thái xanh được trồng cây trên địa bàn thành phố mà không phải thực hiện đấu thầu. Cho trồng cây trước, sau đó đến giờ các bộ phận thuộc ban duy tu hướng dẫn hợp thức làm hồ sơ đặt hàng, dự toán, quyết toán. Mận và Loan cùng thống nhất nâng khống giá cây và nhờ Đỗ Khắc Tú Anh, phó trưởng phòng tài chính của ban duy tu có nhiệm vụ duy trì, chủ trì thẩm định giá, liên hệ với thẩm định viên của các công ty thẩm định giá ban hành chứng thư thẩm định theo giá đề xuất để hợp thức hồ sơ và được phê duyệt dự toán và thanh toán với giá đã nâng khống, thu lời bất chính 17 tỷ 657 triệu 623.315.000
đồng từ ngân sách nhà nước để chia nhau. Trong đó, Mận và Loan mỗi người được hưởng 6,75 tỷ đồng. Cho nên, hành vi của Bùi Văn Mận và Hoàng Thị Kim Loan đồng phạm với một số cán bộ của Ban Duy Tu có liên quan. Tuy nhiên, các bộ phận của Ban Duy Tu, các cán bộ của Ban Duy Tu do phải chịu sự chỉ đạo của Nguyễn Đức Trung, cơ quan điều tra đã truy cứu trách nhiệm đối với số cán bộ có liên quan trực tiếp, có vai trò nhiệm vụ then chốt là phù hợp. Mặt khác, công ty của Mận và Loan được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đặt hàng trồng cây xanh thuộc một trong các lĩnh vực dịch vụ công ích, nhưng các bị cáo đã câu kết với nhau nâng khống giá cây để chiếm hưởng là trái với quy định của pháp luật về việc thực hiện các dịch vụ công ích. Vì vậy, hành vi của Bùi Văn Mận đã phạm tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí. Các cán bộ thuộc Sở Tài chính thành phố khi phê duyệt thanh toán không biết được việc các bị cáo nâng khống giá cây và giá đã được thẩm định giá nên không có cơ sở truy cứu trách nhiệm hình sự. Vì vậy, ý kiến của luật sư đề nghị trả hồ sơ để điều tra bổ sung, xem xét lại tội danh của bị cáo Mận và bỏ lọt tội phạm là không có căn cứ chấp nhận. Các ý kiến của luật sư về đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo sẽ được hội đồng xét xử xem xét khi quyết định hình phạt đối với từng bị cáo. Đối với bị cáo Nguyễn Đức Trung chỉ nhận trách nhiệm của người đứng đầu, không nhận chỉ đạo công ty sinh thái cho công ty sinh thái xanh của Mận và Loan, cũng như công ty cây xanh được trồng trên địa bàn thành phố, hội đồng xét xử nhận thấy. Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Bùi Văn Mận vẫn khai có quan hệ quen biết với Nguyễn Đức Trung nguyên chủ tịch Ủy ban thành phố Hà Nội từ năm 2013, khi Mận đến trồng cây cho nhà của Trung và sau đó Trung có nhờ Mận trồng cây trên đường Nguyễn Chí Thanh. Từ đó thỉnh thoảng Trung hay gọi điện hỏi Mận về việc trồng và chăm sóc cây xanh. Thời điểm năm 2016 khi trốn ở tại Lâm Đồng thì được Nguyễn Đức Trung gọi về thực hiện các dự án trồng cây cho Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Sau đó vào tháng 6 năm 2016, Mận và Hoàng Thị Kim Loan thống nhất thành lập công ty để ký kết hợp đồng trồng cây xanh cho thành phố Hà Nội. Đầu tháng 9 năm 2016, Trung tiếp tục gọi điện trực tiếp cho Mận hỏi tư vấn về việc trồng cây tại nút giao thông đại lộ Thăng Long và quốc lộ 21A. Mận nói ở đó chỉ làm vườn ươm là phù hợp. Một hai ngày sau, ông Lê Văn Dục, giám đốc Sở Xây dựng có gọi điện bảo Mận xuống gặp Ban Duy Tu để bàn bạc thực hiện việc trồng cây tại nút giao thông đại lộ Thăng Long và quốc lộ 21A. Thời điểm ông Dục gọi điện, Mận không có quan hệ gì với ông, quen biết gì với ông Dục. Mọi việc sau đó Mận trực tiếp làm việc với Ban Duy Tu để được ký kết thực hiện hợp đồng đặt hàng dịch vụ trồng cây xanh. Mận và Loan đã nâng khống giá cây chiêu liêu, cây keo, cây long não, cây sộp. Sau đó nhờ Đỗ Khắc Thu Anh, phó trưởng phòng kế toán Ban Duy Tu giúp đỡ hợp thức giá cây. Mận và Loan thống nhất chi tiền để cảm ơn Trung cũng như những người khác đã giúp đỡ công ty và trồng cây cho Trung tại nhà thờ của chú ruột Trung ở Hải Dương, nhà bố mẹ đẻ của Nguyễn Đức Trung và trường học cạnh nhà bố đẻ Nguyễn Đức Trung ở xã Yển Khê, huyện Thanh Ba, Phú Thọ. Ông Lê Văn Dục, nguyên giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cũng vẫn khai việc đặt hàng trồng cây cho công ty cây xanh và công ty sinh thái xanh là do Nguyễn Đức Trung chỉ đạo. Cụ thể, đối với công ty của Mận, khoảng giữa tháng 9 năm 2016, sau khi kết thúc một cuộc họp tại trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Trung đã trực tiếp trao đổi và chỉ đạo Dục và ông Nguyễn Nguyên Trà, nguyên trưởng phòng hạ tầng, là cho thằng Mận vào chỉ hơn 3 tỷ thôi. Nên ông Lê Văn Dục đã trao đổi với cấp dưới cho công ty của Mận xây dựng vườn ươm. Sau đó Trung lại trao đổi với cấp dưới cho, sau đó Trung lại tiếp tục chỉ đạo thay đổi tờ trình, phương thức lựa chọn nhà thầu từ đấu thầu sang đặt hàng, giao cho công ty sinh thái xanh thực hiện. Nên công ty của Mận tiếp tục được Ban Duy Tu đặt hàng trồng cây keo, cây long não, cây sộp theo các hợp đồng như cáo trạng đã ký kết. Các bị cáo tại phiên tòa, các bị cáo Vũ Trung Kiên, nguyên chủ tịch công ty cây xanh, Nguyễn Xuân Anh, nguyên tổng giám đốc công ty cây xanh, Đỗ Quang Tiến, nguyên giám đốc xí nghiệp cây xanh, Bùi Văn Mận, giám đốc công ty sinh thái xanh, Nguyễn Tuấn Nghĩa, giám đốc công ty Vì Nhân Dân và công ty xanh Hòa Lạc đều khai vào dịp Tết Nguyên đán 2017, các bị cáo đều đã đến nhà riêng của Trung để chúc Tết
và nhận sự chỉ đạo của Trung về việc trồng cây xanh. Hơn nữa, trong vụ án cũng thể hiện, sau khi Nguyễn Đức Trung chỉ đạo công tác trồng cây xanh tại thông báo số 32 về việc tạm dừng đấu thầu trước mắt đặt hàng theo quý, mặc dù Trung đã chỉ đạo Sở Xây dựng thành phố xây dựng các tiêu chí để đấu thầu, nhưng khi Sở Xây dựng báo cáo và liên Sở Kế hoạch Đầu tư Tài chính có tờ trình số 13 báo cáo về đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và trực tiếp là Trung về công tác trồng cây xanh phải được thực hiện theo phương thức đấu thầu, thì Trung không cho ý kiến gì. Sau đó, Sở Liên Sở làm lại tờ trình số 38 thay đổi từ phương thức đấu thầu thành đặt hàng, giao cho công ty sinh thái xanh thực hiện, thì Trung đã đồng ý và cho triển khai sớm. Như vậy, với những lời khai nhận nêu trên của các bị cáo, cũng như những lời khai của những bị cáo khác và những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, vừa với nhau, vừa với các tài liệu có trong hồ sơ nêu trên và các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án, có căn cứ xác định, năm 2016, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội có kế hoạch triển khai công tác trồng mới thay thế bổ sung cây xanh trên địa bàn. Quá trình thực hiện, một số cá nhân thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố và đơn vị có liên quan đã có nhiều sai phạm, không thực hiện phương thức đấu thầu mà thực hiện theo phương thức đặt hàng, cho trồng cây trước, hợp thức thủ tục đặt hàng, dự toán, quyết toán sau, mua bán cây không rõ nguồn gốc hợp pháp, tạo lập hồ sơ khống để hợp thức nâng giá cây, gây thiệt hại cho nhà nước 34.668.743.315 đồng. Bị cáo Nguyễn Đức Trung với động cơ cá nhân đã chỉ đạo trái pháp luật công tác trồng cây trên địa bàn thành phố Hà Nội phải thực hiện theo phương thức đặt hàng, chỉ định cho công ty sinh thái xanh và công ty cây xanh được đặt hàng, cho trồng cây trước, hợp thức thủ tục đặt hàng, quyết toán sau, để một số bị cáo của hai công ty này lợi dụng nâng khống giá cây, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước 34.668.743.315 đồng. Hành vi của Nguyễn Đức Trung đã phạm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại khoản 1 điều 356 Bộ luật hình sự. Bị cáo Nguyễn Vũ Trung Kiên là người đại diện hợp pháp theo công ty cây xanh, đơn vị được Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ định đặt hàng. Trung đã chỉ đạo Xuân Hanh ký 10 hợp đồng với ban thi tu để trồng cây trước, hoàn thiện thủ tục đặt hàng, quyết toán sau. Chỉ đạo Nguyễn Xuân Anh thống nhất với Nguyễn Tuấn Nghĩa về việc nâng khống giá cây và cùng Đỗ Khắc Tú Anh thông đồng với thẩm định viên để ban hành chứng thư thẩm định giá theo giá đề xuất, hoàn thiện hồ sơ quyết toán, dự toán, quyết toán trái quy định gây thiệt hại cho ngân sách nước 17.011.120.000 đồng. Chỉ đạo cấp dưới nhận và sử dụng số tiền nâng khống trái pháp luật, bản thân được hưởng lợi 1,5 tỷ đồng. Hành vi của Vũ Trung Kiên đã phạm tội vi phạm các quy định về quản lý sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí theo quy định tài khoản 3 điều 219 Bộ luật hình sự. Bị cáo Nguyễn Xuân Hanh thực hiện chỉ đạo của Vũ Trung Kiên đã ký 10 hợp đồng với ban duy tu để trồng cây trước và hoàn thiện thủ tục đặt hàng sau, quyết toán sau, thống nhất với Nguyễn Tuấn Nghĩa để nâng khống giá cây, chỉ đạo Đỗ Quang Tiến và Bùi Phương Thảo lấy báo giá khống và cùng Đỗ Khắc Tú Anh thông đồng với Nguyễn Thị Ngọc Lâm để ban hành chứng thư thẩm định giá theo giá đề xuất, sử dụng hóa đơn chứng từ nâng khống để đưa vào dự toán, quyết toán trái quy định gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước 17.011.120.000 đồng. Hành vi trực tiếp nhận, Hanh còn trực tiếp nhận 15 tỷ đồng tiền chênh lệch từ Nguyễn Tuấn Nghĩa đưa cho Thảo chi theo sự chỉ đạo của Trung, hưởng lợi 600 triệu. Hành vi của Nguyễn Xuân Anh đồng phạm với Vũ Trung Kiên về tội vi phạm quy định, Vũ Kiên Trung về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí theo quy định tại khoản 3 điều 219. Uy tín của cơ quan nhà nước xâm phạm các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, quy định của nhà nước về buôn bán hàng hóa qua biên giới, quy định của nhà nước về quản lý tài chính gây thiệt hại thất thoát rất nghiêm trọng đối với tài sản của nhà nước, thu lợi bất chính lớn, gây dư luận xấu trong xã hội, làm giảm lòng tin của nhân dân đối với hiệu lực quản lý của nhà nước, đi ngược lại với công cuộc đấu tranh chống tham nhũng của Đảng và nhà nước ta hiện nay. Do vậy, cần phải áp dụng hình phạt tù tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của từng bị cáo. Trong vụ án này, các bị cáo phạm nhiều tội với các tội danh khác nhau. Cụ thể, tính chất, mức độ, vai trò của các bị cáo được xác định như sau.
đối với tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, bị cáo Nguyễn Đức Trung nguyên là chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội từ tháng 12 2015 đến tháng 8 năm 2020 vì động cơ cá nhân đã quyết định công tác trồng cây trên địa bàn thành phố theo phương thức trồng trồng cây trên địa bàn trong giai đoạn 2016-2019 trái pháp luật, để một số bị cáo của hai công ty được chỉ định đặt hàng lợi dụng thông đồng với nhau lưng giống lâm khống giá cây gây thiệt hại là 34.668.473.315 đồng. Bị cáo không nhận tội nên phải áp dụng hình phạt tù tương xứng với tính chất mức độ hành vi phạm tội của bị cáo. Tuy nhiên, khi quyết định hình phạt cũng xem xét bị cáo đã nhận trách nhiệm của người đứng đầu cá nhân trong quá trình công tác có nhiều thành tích xuất sắc, có công với cách mạng, được tặng nhiều huy chương danh hiệu, bằng khen, giấy khen, nên đã áp dụng điểm XV khoản 1 khoản 2 điều 51 giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo. Bị cáo hiện đang phải chấp hành hình phạt 12 năm tù của bản án hình sự phúc thẩm số 8483 ngày 13 tháng 7 năm 2022 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, nên áp dụng điều 56 bộ luật hình sự buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của hai bản án. Đối với tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, các bị cáo Vũ Trung Kiên, Nguyễn Xuân Anh, Bùi Văn Mận và Hoàng Thị Kim Loan là các bị cáo thuộc hai công ty được thành phố Hà Nội đặt hàng và được chỉ định. Bị cáo lê trên quyết định tuyên bố các bị cáo Nguyễn Đức Trung phạm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại khoản 1 điều 356 bộ luật hình sự. Các bị cáo Vũ Kiên Trung, Nguyễn Xuân Anh, Bùi Phương Thảo, Đỗ Quang Tiến, Bùi Văn Mận, Hoàng Thị Kim Loan, Đỗ Khắc Tú Anh, Nguyễn Thị Ngọc Lâm về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo quy định tại khoản 3 điều 219 bộ luật hình sự. Các bị cáo Đỗ Thị Hạnh, Nguyễn Thị Ngữ về tội mua bán trái phép hóa đơn và thu lộ ngân sách theo điểm D khoản 2 điều 203 bộ luật hình sự. Bị cáo Đỗ Tuấn Anh về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại điểm C khoản 3 điều 360 bộ luật hình sự. Bị cáo Nguyễn Tuấn Nghĩa, Kiều Thị Thúy về tội vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo khoản 3 điều 219 và điểm D và tội mua bán trái phép hóa đơn theo điểm DE khoản 2 điều 203 bộ luật hình sự. Áp dụng khoản 1 điều 356 điểm XV khoản 1 khoản 2 điều 51 điều 38 điều 56 bộ luật hình sự đối với Nguyễn Đức Trung, xử phạt Nguyễn Đức Trung 18 tháng tù tổng hợp với hình phạt 12 năm tù của bản án hình sự phúc thẩm số 483 ngày 13 tháng 7 năm 2022 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt tù chung cho cả hai bản án là 13 năm 6 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 28 tháng 8 năm 2000. Áp dụng khoản 3 điều 219 điểm PSV khoản 1 khoản 2 điều 51 điểm G khoản 1 điều 52 điều 38 điều 54 bộ luật hình sự đối với bị cáo Vũ Kiên Trung. Xử phạt Vũ Kiên Trung 6 năm tù, thời hạn tù tính từ ngày 20 tháng 1 năm 2022. Áp dụng khoản 3 điều 219 điểm BSV khoản 1 khoản 2 điều 51 điểm G khoản 1 điều 52 điều 38 điều 54 bộ luật hình sự đối với Nguyễn Xuân Anh. Xử phạt Nguyễn Xuân Anh 6 năm tù, thời hạn tù tính từ ngày 1 tháng 8 năm 2021.